Để tôi nhảy lên cái này, để tôi nhảy lên cái này. Thế thì mà không được đấy, cay rồi, ôi mẹ nó cay vãi cứt luôn đấy. Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mọi người. Cút con mẹ mày đi. Quay lại video tiếp theo của Rosie17 đây. Hôm nay mình sẽ làm thử thách đó chính là mặc đồ boss này không skin súng vào độc long chiến. Cho nghỉ mẹ một đi. Biết rồi ạ, vào độc long chiến bắn nha anh em nha. Chấp đến 4 round nha anh em nha, để mình tour nha phần này. Đó. Rồi sang ski súng nha anh em nha. Đó, mình tháo hết ski súng ra xem coi mình có bắn nặng cấp không. Mình bắn là không ski súng được luôn anh em ạ. Đó. Để tôi nhắn luôn. Sao quay trở lại với đầu đoàn chiến thôi gì đấy. Hùng KT à, Hùng Akira anh em kìa. Hùng Akira đùa, không phải Hùng Akira anh em ạ. Hùng Akira làm gì nghèo với mặc đồ như này cả. Hồng cái đám mất lên rồi đúng không mày? Đúng rồi, Hồng cái đám mất lên rồi. Hello mấy cưng. Lô con cặc. À mặc đồ quay tôi xích nè. Nửa cái đầu mất cái mũ rồi anh em ạ. Nó mất cái mũ rồi, cười đều nó cái. Cười mày. Đó, mình hay cười đều mấy thằng vậy lắm anh em ạ. Hay đồ vậy đã boss cho anh em. Boss dữ lắm rồi anh em ạ. Đó, mày nét. Ôi rồi. Mình nhiều khi mình nó bị delay khó chịu lắm anh em ạ. Delay đấy. Mày một viên. Mình chấp định 4 round anh em ạ. Mình đến giờ bắn vui rỡ vậy thôi chứ mình chấp định nó 4 round xong rồi bắt đầu là thôi anh em ạ. Không skill lật mấy đẳng cấp anh em đúng không anh em? Không skill lật nó mới đẳng cấp. Mà em nó đó. Ôi giời. Không sao. Chúa phù hộ em nha. Alo, tặng hoa luôn kìa. Nó tặng hoa, mình thấy nó kiểu đó tặng hoa rồi anh em ạ. Đây, đủ. Mày né đâu. Ôi, mất cái mũ rồi, gần mất cái mũ rồi anh em ơi. À, mình cầm lộn kỹ năng của sinh tồn này em ạ. Mình cầm lộn kỹ năng của đi sinh tồn. Ôi, má, delay kìa, trời ơi. Trời, đù. Mày chết. Không thoát đi đâu là không thoát. Má này mua võ này từ lâu luôn, đi con lợn nén ạ. Mày đây. Một viên. Thôi mình nhảy lên cái này để cho nó cay, để cho nó không làm được cái gì hết á. Trời, mày bắn hộ tao cái luôn nha. Mày bắn hộ tao luôn. Chép luôn, ủa ơi. Thằng chó, mày lừa bố mày. Đụ, mày. Má, chó lợn này bắn khổn đau đấy. Ôi dồi ôi anh em ơi, ba đau anh em ơi. Chắc nó còn lại đi anh em ơi. Á, thằng này mình không muốn kia. Mày nó cay tươi nhờ. Kìa đâu mà nó cứ khịa mình à. Nó mình muốn mình bắn cơ. Á, nốt rau này mình bắn luôn anh em nha. Mày cay nó lắm rồi anh em ạ. Chó này, mày còn lợn này nè. Mày ra đây. Đi, bị gì vậy anh em? À thôi đấy. Đấy, trên đây mình vẫn khịa nó vậy rồi, khịa cho nó cay. Đó, cay, đây, nè, nhìn, hành động ấy. Mẹ ảo thật đấy, đi cận mẹ mày, từ bé ăn ra. Chúng tôi, một viên quan sát, mẹ mày đấy, mày ra đây, mà tới vị trí của Rosie7 nha. Hôm nay Rosie7 ném bom và chạy lên đây và hồi máu nha. Hồi máu. Tốc độ, má ném bom ngu mày, tao lại qua đây. Đây, mày, ui dồi, bắn lộn vào cái kiện đó. Ui dồi ôi, bắn đau quá, đau quá. Ui dồi, gì vậy? Ủa gì vậy? Má này nó khịa nè. Mày, nguyên băng rồi, đấy. Để mình ném quả lựu ra cho chết mẹ luôn đây nè mẹ. Đó, ném quả lựu. Đấy, mày đây. À, nó bị hở keo cái anh em ơi. Qua bắn luôn, mày. I am the one. Một rồi nha anh em, khịa này, khịa luôn anh em ạ. Đó, đây này, thêm rào hai. Rào hai trình độ bro whip. Ây, hồi nãy mình có chơi trận nhưng mà thua mẹ rồi. Thằng đó bắn quá đẳng cấp luôn anh em ạ. Đó, mẹ đồ dầu bắn kinh nữa anh em ạ. Đấy, mày đây. Trời ơi, bạn tuổi gì, ai mình quên tháo bom keo ra trong bot. Chứ mình mặc đồ này cũng kiểu kia rồi nè. Đồ này free hết mà. Đấy, full đậu. Úi dồi ôi, hát khịa cắt cổ luôn này anh em nè, cắt luôn. Mày UMB thì tới số mày rồi, mày không biết là mình trùng UMB mà đúng không em? À, mày trùng UMB mà, thằng này giống cầm khổ mày.
Úi dồi, mày này thì tém úp với chúng tôi. Giết, mình giết nó bằng lựu luôn cho anh em xem là như nào. Đó, giết nó bằng lựu luôn à. Thằng này nó ngu lắm em ạ, nó toàn sấy vào keo để nó hồi máu mà, nhìn nào. Đấy. Đấy. Listen to me now. Đấy, thằng này nó ngu lắm em ạ. Nó toàn sấy vào keo để hồi máu mà, óc cứt. Đó anh em ạ. Đấy, quay lại. Đấy. Mày nguyên. Mày chết mẹ mày đi thì mày kêu cái gì? Xã hội là khôn thì sống, ngu chết, kêu cái nồn mẹ à mày. Hai viên đỏ luôn, mấy viên vàng. Ui không, skin bắn nó kiểu đam yếu quá em ơi. Mình sợ skin xuống đam đúng cao luôn mà không, skin đam yếu quá. Rồi ra cuối bạn ơi, mày hai viên đầu nha. Ra cuối, mình qua shop M887 luôn nha. Mình sẽ bắn M887 luôn nha anh em nha. Đấy, M887 luôn chứ không các bạn ấy kêu toàn chơi tiểu niên thì các kiểu. Đó. Mày một viên, hai viên như này thôi, kết thúc clip ở đây. Mọi người cho mình xin một like, một subscribe để mình có nhiều động lực ra nhiều video hay hơn nha.